vết gan bi tí của cô hầu như nó giãn hết ra, nó không còn năn nheo như trước nữa. Nói chung là tại vì là cô cũng thăm dò nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà lên trên đây thấy bạn mình dắt lên, thấy ở đây thấy khang trang sạch sẽ. Mà cái bữa hôm tư vấn bác sĩ ấy, trời ơi cô lằng nhằng, cô hỏi đủ thứ, cái gì cô cũng hỏi hỏi tùm lum ấy. Nhưng mà bác sĩ công nhận nhiệt tình, trả lời tỉ mỉ cho cô từng tí một tí một. Rồi mấy bạn nhân viên ấy cũng chăm sóc cô lắm. Trời ơi cô đâu có vừa, cô hỏi rồi cô vặn vẹo đủ thứ, nhưng các bạn ấy cũng chăm. Rồi cô về nhà cũng chăm hỏi cận kẽ, rồi dặn dò đủ thứ. Cô thấy sự nhiệt tình ở đây cô rất là thích. Cảm ơn Bibi Thanh Mai đã cho cô có một gương mặt trẻ mà tràn đầy tự tin như thế này. Phải nói một điều nữa, cô vào đây thì cô thấy BB Thanh Mai đúng là cái nơi mà làm trẻ hóa mà căng da mà đẹp nhất, mà cô thấy tin tưởng nhất. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,